Ok, hello, chào mọi người nha. Hiện tại bây giờ là 4:31 buổi sáng. Anh em mình đang soạn đồ. Mấy cái quà này là soạn để cho Lôi đi lên Nam Trà My phát cho mấy em nhỏ bạn như lứa tuổi của Lôi. Đấy, đồ chơi rất là nhiều. Cái này là bỏ một riêng một vali luôn. Đồ chơi mấy cái to to này chắc là không được để lại à, để lại thôi nhỉ. Không sách gì được, không cho vào gì được. Không có thùng nào cả, chỉ mỗi vali thôi. Ok. Đây là bây giờ vali quà của Lôi dành cho các cháu ở trên đấy, cho các bạn. Quà của Lôi dành cho các bạn. Bây giờ sẽ di chuyển đi ra sân bay để bay vào Đà Nẵng. Sau đấy Đà Nẵng sẽ di chuyển vào Nam Trà My. Vâng. Ui, mệt quá, sáng giờ không dậy, mệt quá. Thôi, cái đó là cặp sách rồi, của Lôi rồi. Này, bị học. Rồi, vô. Mà tí Lôi, vâng. Đi thôi, kêu Lôi nữa. Lôi đâu? Lôi. Lôi. Ơi. Dễ thôi. Tất cả sẵn sàng. Được rồi, lôi lôi rồi. Lôi rồi. Ui. Ui. Ngoan hề, kêu ghê dễ ngay hề. Giờ này đang ngáy ngủ chứ. Ngáy ngủ rồi, lên máy bay đừng ngủ hả? Lên máy bay đừng ngủ hả? Ủa. Đi đây ra. Ủa. Chờ cô lấy đi. Rồi, đi thôi. Chờ cô lấy đi, bên xin xong rồi bắt đầu gọi nhá. Hello, chào mọi người. Hiện tại anh em mình đang có mặt ở Nam Trà My. Đấy, và bây giờ là anh em sẽ di chuyển đi đi đâu nhỉ? Điểm trường đúng không? Lên điểm trường để phát những cái phần quà cho các em. Đây, bố Lôi cầm đấy. Và cũng như là phần quà của điểm trường. Đây đây có hai xe bán tải này. Ơi, thế mình lên xe này mà ấy nhá. Ngồi sao hả? Ngồi sao hả? Đây à. Đi đến chỗ điểm trường đấy còn xa nữa không anh nhỉ? Đường 4 bằng gai nhưng mà đường khó đi. À vâng. Đường là đường núi hả? Núi đúng rồi. Ui. 5 cây mà khó đi. Đường này khó đi, đường núi thì nó còn phải một nhỏ đất. Đường đất. Đất đỏ đúng không? Đất đồi núi. Ui. Bên mùa này có trơn trượt gì nhỉ? Mới hồi nãy mới chữa giáo viên với lại vô ra lại đấy. À vâng, mà ra đi được hả chú? Thì xe mới vô ra lại đấy. Vâng, đi được. Ừ.
đấy một cầu đấy gì nữa. Đấy, phải hai cầu. Đi hai cầu, hai cầu mới khỏe được. Đi xe máy đi đường này cũng khó nhỉ. Nhưng mà tí có lên, liệu có lên không ạ? Bơi bơi thoải mái. Hồ mát mà. Và nhìn có lá đâu mà. Cái này mà các có đá như này dễ bám này. Các cái phượt thử mà nhìn thấy cái đường này là chán luôn đấy nhỉ. Đường này là cũng đỡ mấy năm à, như này còn đỡ kìa. Mấy năm là khổ nữa, năm đi. Như này mà tí về mà mưa thì ra làm sao được đúng không? Mưa đi bình thường. À mưa vẫn đi bình thường. Đợt này đá mà anh. Đợt này là đổ đá rồi chứ mới được. Đá loại mà chưa có đá mà đất bùn thì không bơi được. Đây xe máy có đi đâu phải xuống dắt hay làm gì đó. Xe máy là lấy dắt thôi, một người. Đi đi này phải quen đường đấy, yeah. Quen đường. Cho mình đi tay này lái phải giỏi. Cho mình đi đường này không đi được rồi. Trượt ngay. Bằng lái cũng phải là dạng là C, C trở lên. B, B cho cũng vậy. Ôi giời. Mình bắt đầu thấy đầu nó choáng, quay choáng đúng không? Choáng mà. Choáng. Cho ta đổi hay sao ấy? Đây vừa buộc cái bánh rồi. Đâu á? Đâu rồi, cái túi bánh mới đầu sữa rồi. Hiện tại là anh em mình sẽ đi hai điểm trường. Chuyến đi hôm nay chủ yếu là phát tặng tủ lạnh này, với là loa tivi, với là đồ chơi cho các em, đồ chơi là của Lôi, với là sách vở bút. Đấy. Còn tiền cái gì có năng lượng mặt trời với gì nữa rất là nhiều. Có hai điểm trường và bây giờ điểm này điểm thứ nhất. Đường đi vào cũng rất là khó khăn, xa. Ôi, đầm cao kính lên không mà rắn nó phi vào. Tắt đi. Rồi. Đây, 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 đây. À. Ôi, ok, đến nơi rồi. Đây, 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 tôi không tập cầm cho anh ở đây. Cái gì? Bê cho. À, đường kia. Đi thoải mái, chú Linh lái mà. Lôi hỏi là, đi điểm trường như thế này này. Đi từng nhà hay là đi một nhà? À, đi ôi giời. Vòng mà. Đi xoay vòng à. Chú đáo thế. Chú đáo thế. Chú Linh đi ở đây bao giờ chưa? À đấy. Chưa, chú Linh chưa đến. Lôi này em. Lôi, cái đây là gì? Cái vali của Lôi đâu nhỉ? Để lát chi cho các bạn. Má, má số ra. Rồi, đi thôi. Bung một cái thôi. Ui, tóc đại ca này, chất thế. Đại ca làm cái tóc này à? Đại ca ai làm cho cái tóc này đi? Ui trời ơi. Tóc chiến như này mà. Tóc chiến như này mà. Lo để tóc vậy đi. Em đi. Lôi dắt bạn đi. Lôi dắt em đi đi. Lôi bế đi. Lôi dắt em đi. Lôi bế đi. Thôi coi em ngã đấy. Đồng về. Lôi chào các bạn, đi. Lôi chào các bạn đi. Gửi tay lên, Chào các cháu nha. Hello. Chào các bạn. Rồi đi xếp hàng với các bạn đi. Đi xếp hàng với các bạn đi. Đây. Dạ, nhiều mà. Nhưng mà có mấy đồ chơi to to mà Lôi không đưa được đi. Đấy. Này là mọi người là cho Lôi. Đấy. Mọi người cho Lôi. Đây. Khiếp đấy nhỉ. Khét đấy. Ô, đưa cho các bạn cái này luôn à.
Tôi tặng cái này cho các bạn. Không phải. À đấy hả? Lôi chính nhất là cái này. Alo. Bây giờ có cho các bạn không? Có chứ. Nhưng phải bật lên. Bây giờ này có cho các bạn cái này không? Có chứ. Đưa lên đây rồi thì làm sao đưa về được. Rồi, đưa cho các bạn luôn. À vâng. À vâng. À vâng. Vâng. Mình ở đây là cũng nhiều điểm lẻ lắm. Dạ. Nhưng mà rút cái tiền. Bây giờ mình chia ra đúng không? Cứ để nó một vài bánh vào túi. À dạ. Từ từ để mình cứ vô cầu. Nếu cô là cô còn học sinh thì một lần phải qua đây mở lớp. Anh đóng phí. À vâng. Ở đây là ông ở bóng túi của nó. Dạ. Lâu chào mấy bạn chưa? Lâu. Tiếc núi à? Đây. Tiếc núi à? Cái gì đấy? Sao lại lưu luyến đấy? À cái tủ lạnh. Ở tủ lạnh, tủ lạnh. Cái tủ lạnh à? Cái này tí là lôi phát cho ai thì lôi tự phát nha. Dạ. Ờ. Ủa nhiều cái đâu. Ủa. Chưa, chưa, sang đây, sang đây. Sang đây, sang đây, cháu ngồi đây. Cháu ngồi đây. Rồi, cháu ngồi đây. Vào đây, ngồi, ngồi cháu ơi. Ngồi ăn ngồi ngồi. Vào đây ngồi. Đây 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 đi đây. Ở đâu? Lôi ngồi mà ăn luôn còn gì nữa? Xong. Cắt bàn rồi. Đâu ra? Đây, đây rồi. Đây, cho em một đây này. Để cho em một đây. Cho em một đây này. Cho em một đây này. Đại ca này nhìn hay đấy. Đại ca này. Đại ca này nhìn hay này. Không có bàn người nữa. Thế nhà ở đâu? Chỗ người rồi. Nhà cháu ở đâu? Chỗ người rồi. Đại ca này hay đấy. Nhìn giống đôi đấy. Tương lai. Tương lai thành diễn viên. Cắm đầu to này mà. Ông này tài có tài này. Theo thành tài đấy. Ôi đây là con chúa đi. Con chúa. Cầm đi, cầm kế đi. Ngồi đây hả? Cho cháu ăn thôi, cho cháu ăn thôi. Cháu này mặt tái rồi. Cháu này. Đi đây có mệt không? Đi đây có mệt không? Mệt ạ. Con cháu này thì sao? Cháu này thì sao? Ngồi đâu? Đây đây để cho cháu ăn trước đi. Có à? Cứ 3 tiếng phải ăn một lần. Ngồi cháu này đã hộp sữa rồi. Tối là các cháu ngủ hết lại đây. Ngờ ngủ không mẹ? Cho các con. Ngồi lên, ngồi đây, đây. Đây, ngủ không mẹ này? Ôi nhà vệ sinh ở đâu ấy? Nhà vệ sinh ở đây. Tối ngủ lại đây à? Bên cạnh á. Nội trú, nội trú. Đâu? Nội trú. Ăn đi, đại ca ăn đi. Đại ca ăn đi. Đúng không em đây? Đại ca. Đại ca ăn đi. Ngựa lôi ngày xưa ngựa à. Bây giờ lôi hết ngựa rồi. Ở đây đi xô đâu? Đây các em ăn là bún với là thịt gà. Ăn xong thì sẽ phát phát bánh kẹo cho các cháu. Đây không có đồ ăn này, người không có đồ ăn đâu. Đây là đồ chơi các kiểu của lôi. Ở đây là cũng đông 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 đấy.
Ôi, ăn xong lại khóc. Bây giờ Lôi mời ăn với các em hả? Các bạn hả? Ngon không? Có. Hả? Đang ngại hay sao? Tí là coi có đồ chơi gì thì đưa cho các bạn chơi nhá. Chia đều nhá. Đồ chơi của Lôi đều ở kia nhá. Khi đồ chơi to có mang về được. Khi đồ chơi to. Đồ chơi to á? Là không mang về được là ấy à? Không, đồ chơi to lúc sáng chú Linh định đưa đến đây nhưng mà không đưa được. Đi máy bay người ta không cho. Nên là chỉ mấy cái đồ chơi nhỏ nhỏ thôi, của Lôi thôi. Tí Lôi phát cho các bạn đấy nhá. Dạ. Ừ. Lôi ngồi ăn với các bạn đây. Ok đúng rồi. Đúng rồi. Giờ đi. Lôi từ đường nhá. Rồi bán à? Cái này bỏ vào trong kia. Lôi bảo chuyển từ đây bán đi. Rồi, bỏ vào đây. Bây giờ là cái này là quà này chắc là thôi cứ phát cho các cháu rồi các cháu để trong đấy chơi chung thôi. À phải chọn á? Chọn hết chứ tại sao phải suy nghĩ? Bao nhiêu quà thì thôi. Bây giờ Lôi cứ đưa hết cho các bạn đi rồi các bạn để trong nhà ấy để trong chơi chung. Rồi Lôi đi phát cho các bạn đi nhá. Đồ lên luôn đi. Lôi đi phát đi. Lôi phát cho các cháu đi nhá. Đó. Ui. Lôi được cái đi. Phải kêu bạn chứ. Tại sao lại phải kêu bạn? Bạn ơi, mũ. Bạn ơi, mũ. À, đúng rồi, con gái thì cho màu hồng. Đây, đổi màu hồng này. Đúng rồi. Ôi giời ơi. Thế đổi. Ui. À, con trai là màu hồng. Đây, để thu đã. Rồi. Đây, con trai màu đỏ đây. Rồi. Màu hồng. Rồi. Con Lê ơi. Nâu là con trai. Thôi, bây giờ không có ấy là gì. Đâu. Mau này. Không tin. Ai nữa? Con Lê ơi. Lôi xem bạn nào đổi nón cho bạn màu hồng đi Lôi nhặt. Đây, ra sau kìa.
Gì vậy lo? Đấy, rồi đổi. Tôi bạo lực quá. Nó làm quá. Chị kì. Nó mở ra đúng rồi, nó phải mở ra cái bàn. Đây đây cô Tiên cầm cho. Cô Tiên cầm cho Lôi. Để không rớt. Hồi nhiều mũ té hết mũ rồi. Rồi đây cô Tiên cầm. Rồi nữ, rồi bạn nữ nào nữa. Đây. Hay xếp hàng lên. Lôi ơi. Bạn nha. Bánh kẹo đồ chơi sách vở. Không, mỗi bạn đưa một bịch luôn. Mỗi bạn đưa một bánh kẹo đồ chơi sách vở ha. Rồi mỗi bạn một. Đây. One by one. Ông này có phải học sinh đâu. Ông này có phải học sinh đâu. Nhưng mà có đủ quà nhỉ? À đủ rồi. Ok. Ok. Đúng rồi, cảm ơn chú. Đúng rồi, phải nói cảm ơn đấy nhá. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, rồi. Thôi cho Lôi đi phá đi. Lôi phá đi. À. Được. Rồi. Một bịch cuối luôn. À, Lôi cũng có mũ hả? Đây. Rồi, lấy một thôi. Rồi. Ok. Ok ok. Đây 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 đây. Đây, ê. Đại ca. Đại ca. Giống nhau hết. Giống nhau mà. Giống quà giống nhau hết mà. Ai chơi có ra tay nào? Ai chơi có ra tay nào? Đâu 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 đâu. Bạn nào chưa có? Bạn nào chưa có nhá. Nhiều đồ chơi thế kìa. Nhiều. Khiếp. Khiếp nhiều đồ chơi. Chơi quá nhỉ. Ai tặng cho sức khổ thế. Bên này hết rồi đúng không? Bên này hết rồi. Ai cho có chữ dưới tay lên nào. Cái gì cơ? Đổi à? Em chơi xe múc cơ. À chơi xe múc á? Các bạn gặp lại nha. À nói chị Lệ, chị Lệ ơi. Đậu không đậu là đậu rồi đó. Đậu là nhiều đậu đó. Ôi được rồi. Đây đại ca. Của Lôi mà. Không. Đất. À ok. À biết chú hả? Sao biết chú luôn hả? Sao biết chú tên Linh? Hả? À xem tốt tốt á. Ôi số ngày xem tốt tốt. Rồi ok chú cảm ơn. À, ok. Ủa ông này có cái nỏ này. Bắn bắn gì đây? Bắn chặt rạt á? Bắn chim á? Bắn chim bằng nỏ này á? À ok. Rồi ok. Này nha. Bú nha. Ồ, ở đây vẫn chưa có quà á. À dạ. Bây giờ TV với là tủ lạnh với là loa thì con bàn giao lại cho thầy. Dạ.
Dạ vâng. Trước mắt là thay mặt cho dạ. Hai đơn vị trường. Dạ vâng. Xin cảm ơn đoàn của Quang Linh. À, dạ. Dạ vâng. Cho nên một đây một cái. Vâng. Vâng. Cảm ơn thầy nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi. Thôi tất cả các đồ này thì bàn giao lại cho thầy. Thì hiệu trưởng, sẽ phụ trách. Bây giờ là đi địa điểm thứ hai. Đi về thôi.